Babylon và Katharian. Còn bên phía Thái Bình đây là IA của Việt BM. Có Greek rồi. Vâng, Egypt là của Tôm. Roman là của Tiểu Bạch Long và Greek có lẽ là Hoàng Lựu Đạn. Vâng, vấn đề là IA của Việt BM. Roman trong cánh, Egypt ở ngoài, hơi đáng tiếc. Chúng ta hãy theo dõi màn hình IA của Việt BM. C thứ tư đang là một đều cho cả hai đội, rất cân tài cân sức. Mỗi C thắng của Thái Bình đều là 3-2, chỉ có C đầu Hà Nội thắng 3-1 thôi. Vâng, một cánh rừng thông có hõm đẹp để đóng BS, chưa thấy đồ ăn. Vâng, một bãi hiu. Có lùa về nhà không? Vâng, lùa được. Bãi này chỉ cách hai màn hình thôi. Vâng, tiếp tục là đẩy những con hiêu về nhà chính. Đây là bầy hiêu 5, bầy hiêu đầu của Việt BM. Anh cắm cờ, dân đi dò nhiều hơn. Hai ông dân đang được cắm cờ, một ông dân lùa hiêu. Các bạn có thể thấy Việt chú trọng việc đi dò đường và tìm thức ăn như thế nào. Một con. Vâng, đóng S. Đóng sâu vào trong nữa được mà. Vâng, trận này liệu 6 giờ có kẹp Sam không? Chúng ta không thể không để ý rằng là trận này trong góc 6 giờ sẽ có kẹp Sam. Vâng, một bãi quả chen với bãi rừng. Trận này Hoàng Lựu Đạn cầm Greek. Tôm cầm Egypt ở ngoài cánh. Vâng, thêm một voi. Có câu được về không? Câu được voi về thì ngon. Vâng, thêm, vâng, rất nhiều voi. Bất thình lình giật mình tìm thấy rất nhiều đồ ăn. Trận này lực của nhà Việt BM khỏe nhưng anh sẽ lên đời không phải là quá sớm. Trận này sẽ là cuối 10 nhưng lên đời lực khỏe. Nếu anh gặp không phải là sen thì hoàn toàn cân tốt luôn. Đấy là điều có thể khẳng định. Vớt bài IA như thế này, ăn hoang vô đối luôn. Thậm chí nếu như đánh khéo với những người căn ke thử cố chuẩn, sóc 3L vẫn đều. Nhưng vấn đề là ngựa giò sẽ không công giáp đầy đủ. Nâng cấp nó chặt vàng và nâng cấp cái công thôi. 3L sóc đều với bài đi ăn hoang. Vâng, đấy là kịch bản trong mơ thôi. Còn thường thì các game thủ đánh chắc bài, đánh 2L. Vâng, 8 phút 10 với 26 dân IA. Vâng, đánh 2L lên đời nâng cấp bánh xe thì chắc bài hơn là việc đánh 3L phú phàng không cần bánh xe gì cả. Vâng, chỉ cần một con voi này về nhà thôi, lực của Việt BM sẽ khác bọt rất nhiều. Vâng, lực sẽ khác rất nhiều. Thành công. BB. Như vậy là Hoàng Lựu Đạn dâng L để cho Tôm đánh cung. Đây là nhà của Hoàng Lựu Đạn. Vâng, anh bắt đầu giờ ưng dâng. Một ông dân thương binh đi cùng một chàng trai khỏe mạnh. Dâng không được cao cho lắm. Khá sớm. Hoàng Lựu Đạn kích đời khá sớm với 25 dân, một bài Greek ngon. Hôm nay Hoàng Lựu Đạn rất tỏa sáng. Anh bầu Diego hoàn toàn yên tâm về phong độ của Hoàng Lựu Đạn trong thời gian này. Việt thì sao? Vâng, kích thôi.
Vâng, 10-34 với 26 dân IA lực khỏe như con trâu. Roman 28 dân châu bò húc. Vâng, cũng đánh theo bài. Bài này sẽ là bài đánh chém chuyển sang đánh sóc đơn. Vâng, còn đây là Tôm. Vẫn đang từ tốn chậm rãi, 28 dân ở đầu cánh. Vâng, thực sự là phũ phàng. Chúng ta quay trở lại với Việt BM đang bò bãi vàng. Việt là một người đánh chắc chắn. Vâng, lại gặp Tứ Bất Tử. Tứ Bất Tử mấy trận này rất đen, anh thường ở ngoài cánh và thường gặp những IA. Vâng, Gunny cũng đã chém ra ngoài rồi. Gunny cầm gì? Vâng, Gunny cầm Katharian. Tứ Bất Tử dường như cầm Babylon. Vâng, Tứ Bất Tử cầm Babylon. Nhà BL thứ hai. Vẫn chưa giết nào của dân nào của Tứ Bất Tử. Gunny cứu giá rất kịp thời. Các bạn có thể thấy. Vâng, Việt BM đang quyết giết con ngựa giò của game thủ Gunny. Bánh xe luôn. Hai nhà BL sóc đều. Vâng, cầu vòi chết một dân rồi. Hơi đáng tiếc cho game thủ Việt BM. Bò tiếp bãi vàng và nữa mất 4 cái E. 5 E rồi. Vâng, giật tật là mình. Ngựa giò của Tiểu Bạch Long chạy qua. Rất giật mình. Vâng, bây giờ thì hai ngựa chém mới được sinh ra. Đi bắt dân ăn hoang của Tứ Bất Tử, tức Linda. Tiếp tục đi ăn hoang hai con voi. Vâng, Tứ Bất Tử đánh thẳng cung. Cực kín, chưa lên đời. Có vẻ Tứ Bất Tử trận này bài nghiệt nhưng nhà kín. Vâng, thường thì nhà kín thì bài mới nghiệt. Vâng, như vậy là nhà của game thủ Gunny hở. Tù rồi Gunny ơi. Việt BM đang chém rất thành công. Đào vàng luôn. Vâng, ăn vào bãi vàng của game thủ Gunny. Gunny của này, vâng, đã có phù. Én thôi. Vâng, quay lại chém nhà Tứ Bất Tử. Tứ Bất Tử lên đời muộn, mà để cho Tứ Bất Tử lên đời xong thì lực sẽ cực khỏe. Vâng, đã lên đời rồi. Bánh xe chưa hề có. Tiểu Bạch Long cùng với Việt BM cần phải hấp diêm nhà Tứ Bất Tử, tức Linda ngay. Một bài nghiệt. Kín và nghiệt. Vâng, kín thì thường mới nghiệt thôi. Nhà mà giàu thì thường sẽ không có thế. Đây là nhà có thế và lại nghèo. Vâng, chém ruộng của Linda là cái khó nhất trong cuộc đời đánh AOE. Rất khó để có thể công vào. Trừ khi đó là chém 4. Linda bao giờ cũng sửa ruộng, sửa E cực hay. Rất mất thời gian. Cung của Linda sắp ra rồi. Vâng, lại ăn hoang một bãi quả. Lực thịt đang rất nhiều. Lên chém 4 luôn. Vâng, chuẩn bài. Việt BM, vâng, đang đánh giống hệt sách giáo khoa. Linda đã có bánh xe. Vâng, có bánh xe ở phút thứ 18. Làm gì? Ôm dân, chạy. Vâng, lúc này thì Linda bắt đầu cho nông dân của mình tập thể dục. Vâng, vẩy e. Vâng, vâng, như vậy là Việt mất bãi vàng rồi. Tù vàng, gỗ đang cực nhiều. Chạy thôi. Vâng, Michael Owen đã quyết tỷ số là 2-1 cho team Thái Bình. Rất kịch tính. Vâng, Hoàng Mai Nhi lên đời siêu siêu muộn. Hoàng Mai Nhi và Linda lên đời siêu muộn. Trong khi trận này Hoàng Lựu Đạn và Việt BM lên đời rất sớm. Vâng, lên đời dài như một cái tòa, vâng, như một cái tòa tàu điện ngầm. Rất khó để chống lại những cái bài mà nghiệt ngã như thế này. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo trong xe đấu thứ tư. Trận đấu thứ tư.